giới bước sang năm thứ hai của đại dịch coronavirus với sức tàn phá chưa từng có với ngành du lịch, hàng không. Vietnam Airlines cũng không phải là ngoại lệ. Trong bối cảnh các sân bay không một bóng người, nhiều khách sạn, khu du lịch bị bỏ hoang, rất nhiều lao động phải bỏ nghề, chuyển đổi việc làm. Hàng trăm tàu bay phải niêm phong nằm bãi, nhiều máy bay chở khách hiện đại nhất thế giới phải tháo ghế, chở hàng. Mỗi tháng chỉ còn vài chuyến bay giải cứu, hàng ngàn nhân sự không có đủ việc làm. Khó khăn bao trùm khi hãng buộc phải ngừng các chuyến bay thương mại mà vẫn phải tiếp tục chi trả cho duy tu, bảo dưỡng máy bay, bến bãi, nhân sự cùng các khoản vay khổng lồ khi mua mới hoặc thuê các máy bay chở khách từ trước đó. Sự kiện Hội thảo Văn hóa An toàn 2020 được tổ chức giữa hai lần cả nước phong tỏa để phòng chống dịch. Tại đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đặng Ngọc Hòa đã nhấn mạnh an toàn luôn là số một, là giá trị cốt lõi, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh sản xuất của Vietnam Airlines, là tinh thần văn hóa doanh nghiệp. Vietnam Airlines đã ra tuyên bố tầm nhìn văn hóa an toàn năm 2020 đạt mức chủ động 4.0 và quyết tâm tiếp cận và đạt được mức tiên tiến ưu việt vào năm 2025. Văn hóa học hỏi với